Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Nguyễn Hình, phóng viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại khu vực huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trong những ngày gần đây, mực nước sông Hồng lên cao khiến nhiều ngôi nhà ở khu vực của huyện Hạ Hòa, trong đó đặc biệt là khu 8 và khu 9 của xã Hiền Lương đang ở trong tình trạng ngập đến mái nhà. Lực lượng chức năng đang nỗ lực di dời người dân, di dời tài sản của người dân đến những nơi an toàn để đảm bảo an toàn cho người dân. Mấy ngày qua, mực nước sông Hồng tại huyện Hạ Hòa trên mức báo động 3 và dự báo tiếp tục lên. Nước sông dâng cao làm ngập lụt các xã ven sông như Hiền Lương, Đan Thượng, Tứ Hiệp, thị trấn Hạ Hòa. Tính đến sáng ngày 10 tháng 9, tại xã Hiền Lương có hơn 800 hộ dân nằm trong diện phải di dời do ngập sâu. Lãnh đạo xã Hiền Lương cho biết, hiện toàn bộ đê bao, đê bối và nhiều đoạn trên quốc lộ 32C đã ngập sâu, thiệt hại nhiều. Từ nhiều ngày trước, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa và chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi vùng có nguy cơ ngập. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan khiến nhiều người không đi, huyện phải cưỡng chế di dời nhiều trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, xã Hiền Lương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản dự báo là rất lớn. Hiện toàn bộ hệ thống chính trị huyện Hạ Hòa đang tập trung ứng phó với lũ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.